Trịnh Trọng hôm nay tế cáo thiên hạ, do tam hoàng tử Hách Liên Trần kế thừa ngai vàng Diên Quốc. Minh niên là thiên hoàng nguyên niên, chiếu cáo trong ngoài biết rõ. Đồ vô sĩ, di chiếu của tiền đế ở đây, ai dám hỗn sự? Hách Liên Trần, ngươi ngụy tạo chiếu thư lừa gạt quần thần, không để ý đến di chỉ của tiên hoàng, mưu đồ chiếm đoạt giang sơn đại di, tội ác cùng cực, hỗn sự. Người đâu? Di chiếu tiên đế. Phụng thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết, tiên hoàng tụ băng, về giới ngũ hành. Trịnh Trọng tế cáo thiên hạ vào hôm nay, do ngũ hoàng tử Hách Liên Hiên kế thừa ngai vị hoàng đế Diên Quốc. Cha, người sao vậy? Lãnh tướng quân, người sao vậy? Người, cha. Ly Nhi, con là niềm tự hào của cha. Bệ hạ, bệ hạ, thần tận lực rồi. Tướng quân, cha, lãnh tướng quân, lãnh tướng quân, cha, cha, người không thể chết. Cha, Hách Liên Trần, người giết huynh giết cha, sát hại Trung Lương, nên chịu tội gì? Đừng giả làm người tốt với ta. Bây giờ muốn xuống dưới với nhị ca và phụ hoàng đúng không? Kết cục cản đường ta chính là chết. Hôm nay ta thay phụ hoàng và Diên Quốc diệt trừ tên ác ma tán tận lương tâm như ngươi. Toàn Nhi, nàng đừng qua đây. Trần, rốt cuộc chàng có từng yêu ta không? Toàn Nhi, Toàn Nhi, Toàn Nhi, chàng dùng tim của A Khí để cứu ta. Bây giờ ta trả nó cho chàng. Ta không cần. Toàn Nhi không nợ chàng nữa. Không. Toàn Nhi, Toàn Nhi, không. Toàn Nhi, Toàn Nhi, Toàn Nhi, Toàn Nhi. Yên Dương, thanh ảnh cô nương vì cứu Tam Dương Phi mà bị trọng thương.
Nhiều ngày không gặp Tam Dương gia, sống có quen không? Tam Dương gia, Hách Liên Hiên phái người đến chăm chọc ta đúng không? Thắng làm vua, thua làm giặc. Thời cũng thế, mệnh cũng thế. Tam Dương gia hiểu lầm rồi. Ta không đến thay bệ hạ. Hôm nay ta đến là muốn hỏi Tam Dương gia tìm một vị thuốc dẫn. Người có ý gì? Gần đây ta luôn cảm thấy lồng ngực ân ngẩn đau. Nghe nói trước kia Tam Dương Phi cũng mắc bệnh trạng này. Không biết Tam Dương gia chữa khỏi cho cô ấy bằng cách nào? Ngươi là ai? Hách Liên Trần, ngươi thật sự không nhớ gì nữa sao? Ta thì lại nhớ rất rõ đấy. A Khí, ngươi là A Khí? Không, tỳ nữ bị ngươi khoét lấy tim đã chết rồi. Ngươi biết không, đã bao nhiêu lần cô ấy có thể dồn ngươi vào chỗ chết, nhưng cô ấy không làm vậy. Ngươi giết ta đi. Không phải cô ấy không muốn giết ngươi, mà là cảm thấy ngươi chết như vậy quá hời cho ngươi. Sống không bằng chết mới là kết cục sau cùng của ngươi. Ngươi không tiếc giết chết một nữ nhân hy sinh tất cả vì ngươi. Cô ấy vì ngươi làm bao nhiêu chuyện, bị thương bao nhiêu lần. Ngươi kéo cô ấy ra khỏi Dũng Bùn chỉ để đẩy cô ấy vào vực sâu vạn kiếp bất phục sao? Ta quên mất, so với tất cả những gì cô ấy làm vì ngươi, ngươi càng quan tâm đến quyền uy chí cao vô thượng đúng không? Ngươi cười cái gì? Ngươi quên rồi sao? Đêm đó ngươi cũng cười như thế đấy. Trần, cứu A Khí. Trần, A Khí, nàng nguyện đi theo ta không? Đời này nguyện hy sinh tất cả vì công tử, đến chết không thay đổi. A Khí, từ nay về sau nàng chính là người của ta rồi.